Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Bát Sát thực hiện. Trang địa phương hôm nay, sau phần tin tức đáng chú ý, chúng tôi xin đề cập những nội dung sau đây. Bát Sát triển khai nhiều biện pháp phòng chống, khống chế không để dịch sốt xuất huyết lây lan trên diện rộng. Láo Vàng nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Bát Sát điểm đến du lịch hấp dẫn. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Ngày 27 tháng 9 năm 2017, huyện ủy Bát Sát đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12, sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2017 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2017. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Trong 9 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá ổn định. 5 chương trình, 12 đề án của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và 8 kế hoạch của tỉnh được triển khai đồng bộ. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội chủ yếu đều đạt và phát triển ổn định. Sản xuất nông lâm nghiệp đảm bảo đúng khung thời vụ, sản lượng lương thực có hạt ước đạt 43.967 tấn, đạt 102,6% kế hoạch. Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao được đưa vào sản xuất. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được thực hiện có hiệu quả, không phát sinh dịch bệnh trên diện rộng. Công tác phòng chống thiên tai được duy trì, kịp thời rà soát và di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, 9 tháng qua, 22 xã trên địa bàn huyện hoàn thành được 226 tiêu chí nông thôn mới, đạt 82% kế hoạch, phấn đấu đưa xã Mường Vi về đích trong năm 2017 theo đúng kế hoạch. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các bí thư đảng bộ xã xây dựng kế hoạch cụ thể toàn diện trên các lĩnh vực và chọn những việc khó, bức xúc để triển khai thực hiện những tháng cuối năm 2017. Ủy ban Nhân dân huyện kiểm tra thực tế công tác phát triển kinh tế xã hội tại các xã, đi sâu vào một số nhiệm vụ trọng tâm như thu ngân sách, trồng rừng, an ninh trật tự, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo huyện Bát Sát phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh, Viện huyết học truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện giọt hồng nghĩa tình biên cương. Tại ngày hội hiến máu nhân đạo đã thu hút hơn 600 người là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tham gia, thu được 291 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Toàn bộ số máu này sẽ được chuyển đến những người bệnh cần máu. Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp, đã trở thành một nét đẹp văn hóa, một việc làm thường xuyên của người dân huyện Bát Sát, góp phần cứu người bệnh trong lúc hoạn nạn khó khăn. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Sát vừa tổ chức bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng trung tâm văn hóa thể thao xã và 2 công trình trường học tại xã Mường Vi, huyện Bát Sát. Trung tâm văn hóa thể thao xã Mường Vi được khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2016 theo mẫu thiết kế định hình đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Nhà văn hóa kết hợp hội trường được xây dựng quy mô cấp 3, tổng diện tích sử dụng 515 m², bao gồm hội trường 250 ghế ngồi, kết hợp sân cầu lông, có sân khấu biểu diễn và một số phòng chức năng. Công trình do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huy Hùng thi công với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Công trình trường trung học cơ sở Mường Vi quy mô 2 tầng, gồm 4 phòng học, 2 phòng chức năng và một khu vệ sinh chung. Công trình được xây dựng từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại dịch vụ Thuận An thi công, kinh phí xây dựng trên 2 tỷ đồng. Công trình trường tiểu học xã Mường Vi khởi công xây dựng từ ngày 15 tháng 12 năm 2016 do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Dương thi công. Trường học xây 2 tầng gồm 6 phòng học và 2 phòng chức năng, kinh phí đầu tư xây dựng trên 2 tỷ đồng. Việc đầu tư xây dựng các công trình trung tâm văn hóa thể thao xã và trường học đã góp phần hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, đưa Mường Vi về đích nông thôn mới trong năm 2017. Hướng về trẻ em vùng cao, nhân dịp Tết Trung thu 2017, nhiều tổ chức cá nhân đã mang đến cho trẻ em vùng cao còn nhiều khó khăn ở Bát Sát những món quà đầy ý nghĩa thiết thực, giúp các em có thêm động lực đến trường. Ngày 23 tháng 9 năm 2017, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với huyện Bát Sát tổ chức chương trình trao ấm cho em và tặng quà cho học sinh hai trường mầm non số 2 và tiểu học số 2 tại thôn Nậm Tròn, xã Cốc Mì với tổng giá trị 50 triệu đồng.
bao gồm 100 chiếc chăn ấm, 1 tấn gạo, 1 chiếc tủ lạnh, 2 máy lọc nước cùng một số nhu yếu phẩm phục vụ thêm cho bữa ăn của các cháu học sinh bán trú. Tại xã Hiền Thàng, Quỹ Trái Tim Yêu Thương, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Quang Trung phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình Áo ấm tình thương tại trường tiểu học xã. Dịp này, Quỹ Trái Tim Yêu Thương, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Quang Trung trao cho trường tiểu học Hiền Thàng một tủ nấu cơm điện và 502 suất quà cho các em học sinh. Mỗi suất quà bao gồm một bộ quần áo ấm, một đôi ủng, một chiếc mũ len. Được biết đây là lần thứ hai Quỹ Trái Tim Yêu Thương, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Quang Trung đến trao quà cho các em học sinh của trường tiểu học Diên Thàng. Cùng ngày 23 tháng 9, Đại Đức Thích Quảng Hiếu, trụ trì các tăng ni Phật tử chùa Tân Hải, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã tổ chức chương trình từ thiện Hạt gạo yêu thương tại xã Pa Treo. Đoàn thiện nguyện đã trao 1 tấn gạo cho các em học sinh trường tiểu học Pa Treo, 800 vỉ sữa cho các cháu trường mầm non và 350 hộ dân, trao 70 triệu đồng tiền mặt cho 350 hộ nghèo xã Pa Treo, mỗi hộ 200.000 đồng. Đây là lần thứ hai chương trình từ thiện hạt gạo yêu thương của chùa Tân Hải đến với đồng bào và các em học sinh xã Pa Treo là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Bát Sát. Tại trường tiểu học Pa Treo, Tập đoàn Viễn thông Quân đội chi nhánh Viettel Lào Cai đã tổ chức chương trình Trung thu cổ tích cùng các em học sinh trường tiểu học xã. Chương trình Trung thu cổ tích được tổ chức trong không khí tưng bừng, ấm ấm, đầy ý nghĩa với thiếu nhi vùng cao Pa Treo. Các hoạt động diễn ra trong chương trình như múa lân, biểu diễn văn nghệ đã thu hút sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của các em thiếu nhi. Ngoài điểm trường chính, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Lào Cai đã gửi quà cho các em học sinh ở 7/7 điểm trường của trường tiểu học Pa Treo. Tổng kinh phí cho mua quà Tết Trung thu đợt này là 10 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động hơn trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, huyện Bát Sát đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai nhiều biện pháp để khống chế không để dịch lây lan trên diện rộng. Để kiểm soát phòng chống dịch, Trung tâm Y tế huyện đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc, hóa chất, phối hợp cùng với đơn vị địa phương, tổ chức phun hóa chất diệt trung gian, truyền bệnh tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa huyện và hai thôn có ca bệnh đầu tiên là thôn Cốc Ngó xã Mường Hùm và thôn Vĩ Kém xã Cốc Mì. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện cấp kinh phí để tổ chức tuyên truyền và phun tiêu độc khử trùng bằng hóa chất Chloramine B và Fendona cho 28 trường học có học sinh bán trú trên địa bàn huyện. Cùng với đó, huyện Bát Sát đã tăng cường tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết đến từng hộ gia đình như dọn vệ sinh môi trường, diệt loang quang, bọ gậy quanh môi trường sống. Các ban ngành đoàn thể chia theo từng tổ nhỏ đến từng hộ gia đình vừa vận động tuyên truyền hướng dẫn, kết hợp ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết tại hộ gia đình, vừa giúp dân thu gom, hướng dẫn người dân thu dọn nhà cửa, ngăn nắp, phá bỏ các nơi mà muỗi có thể trú ẩn. Dựa trên cơ sở chiến dịch này làm thành 3 bước. Thứ nhất là tổ chức tuyên truyền để cho người dân biết được các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Thứ hai là phối hợp và cùng với lại nhân dân tổng vệ sinh môi trường cũng như là gia đình, lật bỏ những cái vật dụng mà chứa đựng, sau đó sẽ tiến hành phun khử khuẩn môi trường cũng như là phun cái hóa chất để phòng chống mũi vằn sốt xuất huyết. Bên cạnh việc cử cán bộ y tế và các ban ngành tuyên truyền cho nhân dân, huyện Bát Sát cũng yêu cầu lực lượng y tế và đoàn viên thanh niên đi đầu trong tổng vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, áp dụng các biện pháp diệt loang quang bọ gậy. Huyện cũng đã chủ động phun thuốc diệt muỗi cho các hộ gia đình tại Quang Kim, nơi có trường hợp mắc bệnh. Đoàn viên thanh niên là các đoàn viên của đoàn thị trấn cũng như trường trung học phổ thông số 1 và trường nội trú huyện để tham gia các cái hoạt động vệ sinh môi trường, rồi phát quang bờ bụi, khơi thông cống rãnh cũng như là tuyên truyền lưu động từ trung tâm huyện đến Quang Kim và thực hiện phun thuốc diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Bát Sát. Thông qua cái hoạt động này thì cũng đã góp phần tuyên truyền phổ biến đến đoàn viên thanh niên những nâng cao nhận thức về diệt loang quang bọ gậy, diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết, cũng đồng thời cũng thể hiện cái tinh thần sung kích của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng một môi trường không sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Bát Sát. Ở thế gia đình tôi trước tiên là chúng tôi thực hiện một số các cái công tác như là về cả cá nhân thì thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe này, nghỉ ngơi nằm màn ngủ tối để ra lại về ban ngày những ban đêm,
hai nữa là xung quanh nhà dọn dẹp sạch sẽ và thường xuyên sử dụng các hóa chất mà có sẵn tại gia đình để phòng chống, rồi là các chum vại để đậy nắp cẩn thận. Tức là thường như gia đình là tôi là không để những đồ chứa nước lâu ngày và không đậy nắp, và thường xuyên vệ sinh cũng như là dọn dẹp để đảm bảo tiêu diệt, không cho muỗi có thể sinh sôi nảy nở, để đảm bảo tốt được cái sức khỏe của gia đình. Với sự chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, huyện Bát Sát phấn đấu hạn chế thấp nhất các trường hợp mắc bệnh, không để phát sinh thành dịch. Thưa quý vị và các bạn, là một trong 10 thôn được huyện Bát Sát chọn hoàn thành nông thôn mới trong năm 2017, đồng bào dân tộc Dao, thôn Láo Vàng, xã Phìn Ngan đang từng ngày nỗ lực chung tay xây dựng nông thôn mới. Hôm nay là ngày tổng vệ sinh của thôn. Tuy bận gặt lúa, nhưng các hộ dân vẫn nêu cao tinh thần tự giác, bố trí người cùng tham gia quét dọn đường làng. Với đặc thù của thôn vùng cao, người dân sống rải rác nên thôn phân chia cho các nhóm hộ phụ trách từng đoạn đường. Xã hiện huy động làm nông thôn mới ấy. Trong gia đình tôi cũng phải thực hiện theo đúng là thứ nhất là vệ sinh trong nhà sạch sẽ, cái thứ hai là xung quanh nhà, là chuồng trại, nhà vệ sinh vân vân, mình phải vệ sinh cho nó sạch sẽ để cho đảm bảo cho sức khỏe của gia đình mình. Có được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đồng bào dân tộc Dao nơi đây là cả một quá trình phấn đấu bền bỉ của đội ngũ cán bộ xã và các tổ chức đoàn thể trong thôn. Với những tập tục lâu đời trong cách nghĩ, để thay đổi không phải một sớm một chiều. Do đó, xã thường xuyên cùng các tổ chức đoàn thể trong thôn bám bản, tuyên truyền vận động với phương châm mưa dầm thấm lâu. Để người dân hiểu được ý nghĩa của thực hiện chương trình nông thôn mới, người được hưởng lợi chính là nhân dân. Dần dần người dân đã hiểu và đã có thay đổi rõ nét trong hành động, đặc biệt trong việc giữ gìn môi trường sống của gia đình, rồi của cả bản làng. Đến nay, 51 trên 51 hộ dân trong thôn đều đã nuôi nhốt gia súc, 100% số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Cùng với đó, xã tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức trên địa bàn huyện hỗ trợ vật liệu xây dựng, giúp người dân xây dựng nông thôn mới. Giờ là cũng tuyên truyền, đi tuyên truyền lại thì tất cả mọi người cũng hiểu được. Thì cũng bây giờ cũng người ta hiểu rồi thì có khi cũng từng bước theo từng phần là các tiêu chí này xong thì lại bắt đầu lại làm cái tiêu chí khác. Hàng tháng chúng tôi mỗi tháng cũng phải là tuyên truyền một lần ở trong họp ở trong thôn, thì tuyên truyền mình phải so vì họ này họ kia thì người ta thấy là xấu hổ thì có khi họ khác lại phải tiếp tục phải làm theo. Thu nhập của người dân được xác định là một trong những tiêu chí khó. Toàn thôn còn có 5 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo, nên ngay từ đầu năm, xã đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất. Toàn bộ diện tích lúa, ngô của thôn đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Cây sa nhân là cây cho thu nhập cao, dễ trồng và thích hợp với khí hậu thổ nhưỡng của thôn, được tập trung phát triển. Xã cũng đã triển khai dự án nuôi ngựa với gần 30 con để giúp người dân phát triển kinh tế. Đối với địa phương thì cũng từ cái khó khăn của nhân dân trong việc chỉnh trang nhà cửa, xây dựng chuồng trại, đảm bảo về vệ sinh môi trường thì cũng kêu gọi các cái doanh nghiệp, tổ chức trên đóng chân trên địa bàn xã là có những cái hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ về vật liệu để các hộ coi như vậy đổ làm đường ngõ xóm, thế và xây chuồng trại để đảm bảo đạt tiêu chí. Đấy, hiện nay thì cũng còn một tiêu chí nữa chưa đạt, mới đạt 14 trên 15 tiêu chí, đó là tiêu chí thu nhập. Thế thì từ cái khó khăn đấy thì địa phương coi như vậy là hiện nay là cũng đã xây dựng kế hoạch và thôn cũng đã họp bàn có cái kế hoạch cụ thể. Sau khi thu hoạch lúa mùa thì sẽ triển khai trồng thêm các cây hoa màu, cây vụ đông. Và hiện nay thì cũng đang đưa một cái mô hình chăn nuôi ngựa của chương trình dự án giảm nghèo
tại thôn này cũng đang triển khai thực hiện. Thế và nữa là trong cái chính sách phát triển và trồng rừng thì cũng có cái chính sách trồng rừng thay thế, thì để có cái chính sách hỗ trợ tạo thêm công ăn việc làm. Với sự đồng thuận và cách làm cụ thể phù hợp, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Lão Vàng đã có được những kết quả rõ nét. Xây dựng nông thôn mới giờ đã trở nên gần gũi và nó hiện hữu qua câu chuyện thường nhật của đồng bào vùng cao nơi đây. Nhờ đó, cuộc sống của họ đổi thay từng ngày, no ấm hơn, phát triển hơn. Bát Sát là huyện vùng cao biên giới phía tây bắc của tỉnh Lào Cai, với địa hình kiến tạo đặc biệt đã tạo ra những thảm thực vật phong phú và địa danh độc đáo nổi tiếng như Lũng Pô, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, đỉnh Kỳ Quan San, đỉnh Lào Thần, cầu Thiên Sinh Y Tý cùng ruộng bậc thang rừng nguyên sinh, cùng với bản sắc văn hóa phong phú đa dạng đã và đang trở thành điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Với 14 dân tộc anh em cùng chung sống đã mang đến cho Bát Sát một nếp sống văn hóa và ẩm thực phong phú, kiến trúc độc đáo, du khách có cơ hội tìm hiểu các lễ hội trong năm. Mỗi lễ hội đều mang một màu sắc đặc trưng của từng dân tộc, như lễ hội Pút Tồng của người Dao Đỏ, lễ hội Khu Giọt Già của người Hà Nhì, lễ hội Xuống Đồng của người Giấy. Cùng với lễ hội là phiên chợ văn hóa vùng cao hấp dẫn, đó là vốn truyền thống được hun đúc từ bao đời nay của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng của bốn mùa, Bát Sát cũng là thiên đường của du lịch mạo hiểm trên những cung đường quanh co liên tục. Bên cạnh đó là những đỉnh núi hùng vĩ luôn chào đón du khách khám phá như đỉnh Kỳ Quan San, Nhiều Cù San, Lão Thần và những tuyến đi bộ xuyên rừng hấp dẫn mới lạ. Mình lên Bát Sát với Y Tý này là rất là nhiều lần để săn ảnh và rất là nhiều. Hôm nay thì rất là hơi bỡ ngỡ, tại vì thường ngày thì lên đây không khí họ rất là êm đềm và vắng vẻ. Nhưng mà chuyến này thì tôi thấy lên được mấy anh em Bát Sát mời lên, anh em Lào Cai mời lên. Và chúng tôi có tham dự với triển lãm ảnh ở đây, tôi có gửi lên đây vài tấm. Cảm nghĩ của tôi thì rất là vui, vì Bát Sát với cả Y Tý nó riêng thì rất là phát triển rất là tốt. Nhằm đánh thức tiềm năng du lịch, Bát Sát đang nỗ lực khôi phục, phát huy những nét đẹp văn hóa, mở các tour tuyến nhằm thu hút du khách. Huyện quan trọng tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá tiềm năng. Đến nay, Bát Sát đã xây dựng ra mắt nhiều làng văn hóa du lịch cộng đồng, nằm trên các tuyến du lịch, tạo thành chuỗi các điểm liên kết. Hiện có 5 điểm du lịch tạo thành các điểm vệ tinh xung quanh để phục vụ khách du lịch nước ngoài khi đến tham quan, tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Các điểm du lịch Lũng Pô, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, gắn với làng văn hóa du lịch Mông tại thôn Lũng Pô 2. Du lịch cộng đồng tại thôn Lao Trải, nơi cội nguồn văn hóa của người dân tộc Hà Nhì tại Lào Cai. Du lịch cộng đồng tại cụm thôn trung tâm xã Diền Sáng, gắn với văn hóa dân tộc Dao Đỏ. Du lịch chợ Mường Hum, gắn với văn hóa chợ vùng cao. Du lịch trung tâm xã Bản Xèo, gắn với văn hóa dân tộc Giấy. Một cái ấn tượng đầu tiên của tôi khi mà đến đây đấy là con người đây thì rất là chân thành. Và lúc nào mà đi đâu gặp họ cũng là thường trực trên môi là nụ cười. Và đến đây thì họ cũng giới thiệu, cũng gặp một số những cái người dân địa phương ở đây ấy. Họ rất là nhiệt tình để chỉ cho mình là đây là chỗ nào, đây là cảnh đẹp như thế nào. Và những cái đặc sản của địa phương là gì. Nên là thực ra gia đình đến đây cũng rất là vui, rất là hào hứng để có mặt tại đây. Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020, số khách tham quan du lịch trên địa bàn đạt trên 100.000 lượt. Trong đó, lượng khách quốc tế chiếm 12%, tổng thu nhập từ dịch vụ du lịch của huyện đến năm 2020 đạt trên 60 tỷ đồng. Bát Sát đang phát huy tiềm năng và lợi thế sẵn có cùng với các giải pháp đồng bộ để xây dựng sản phẩm du lịch huyện mang nét đặc trưng, đa dạng, đậm đà bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc trên địa bàn. Từng bước xây dựng, đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch hiện đại, đồng bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch ở thời điểm hiện tại và tương lai. Trang truyền hình địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Bát Sát thực hiện xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.